Chào ông bà cô chú ơi con. Được. Chào bà, chào ông bà sao? Chào bà cô chú. Chào ông bà cô chú, sao con đi đâu? Bữa nay con đi đâu? Đi đâu? Đi chùa. Con đi chùa, chùa chơi hả? Coi kìa. Chùa lễ Phật. Đi chùa lễ Phật. À, chùa lễ Phật hả? Rồi, con lễ Phật xong chưa? Chưa. Chưa nữa, chưa xong vậy đi lễ đi. Đi lễ Phật đi. Đây ông bà cô chú ơi, hello, Ngọc Diệu qua lóc, xin chào cả nhà. Em chào các ông bà cô chú anh chị và các bạn trên kênh, xem trên kênh của Ngọc Diệu qua lóc. Đây ông bà cô chú ơi, hôm nay em sẽ dắt chuột đi qua tới chùa Một Cột. Chùa Một Cột, vô đây trang trí không? Đây có cái cảnh chụp hình không? Đây nè. Ôi trời ơi, cây mai kìa ông bà cô chú ơi, cây mai đẹp ơi là đẹp luôn kìa. Ở vô quay trong cây mai cho ông bà cô chú coi chuột ơi, vô đây coi cây mai nè chuột. Dạ, ok. Vô coi cây mai nè. Ok. Ông bà cô chú ơi, cho ông bà cô chú coi cây mai này hết hồn luôn. Đi vô hè kìa. Mai ở chùa, mấy cây mai ở chùa Một Cột này, cây nào đẹp. Đi đi vô 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 coi mai nè, coi cây mai nè, mai quá trời đẹp nè. Quá trời. Bỏ được chưa? Đâu. Đâu ở trong đây nè. Nghe chị, có hắn gà nè. Ừ, thôi được lên đó. Anh nói ăn đâu? Không, không có lên, mẹ đứng đây thôi. Ôi, đẹp quá, trời đẹp. Em vừa quay cây mai. Em vừa quay cây mai. Bắt hồn cây mai không bà cô chú. Ôi. Anh ơi chụp hình cái cây mai đi, chụp hình cái cây mai đi, làm để chụp hình đứng cho anh, đứng cho cây mai chụp hình cái đi, làm cho nó đẹp đấy, làm hình ảnh cho đẹp đấy. Mai quá trời đẹp luôn. Chúa ơi, đây là chụp hình với cha cháu cây mai kìa, hai cha con chụp hình đi. Bánh, bánh ổng đi vô tới chùa ổng cũng, anh ẩm nó lên đi, anh ẩm nó lên cho nó cân với anh. Đừng có nhảy cái giò. Giò im. Cái tay ra coi, cái tay đút lên miệng nữa kìa. Đứng giò mẹ kìa. Rồi, nó vừa cái giò bánh kìa, giò mẹ kìa, nó không có đứng im á. Bánh anh đứng đây, lại đứng đây gì nè, đứng ờ đúng rồi, đúng rồi. Giò mẹ kìa. Rồi thả nó xuống đi, thả nó xuống đi, anh chụp mình lên anh tắm đi. Ông không làm kiểu làm gì chứ nghe trời. Quà có chụp không? Quà, quà ơi, Chinh ơi. Im. Rồi, rồi đi ra nè, đi ra nè. Lên trên kia. Thôi lên đó có gì đâu. Mẹ biết. Thôi đi chưa? Không, mẹ như có lần mẹ đi rồi, đương tụng kinh cho anh á. Mấy thầy đương tụng kinh cho anh. Đi nè. Tụi con có đi thì con mẹ, đi. Con quê quá đi nè. Thôi. Cho nó ngộ thiệt ta. Chuột đi chuột hư quá không bà cô chú ơi, nó đòi theo mệt cho nó luôn không bà cô chú. Không bà cô chú, đông. Chùa sắp tối mùng 1 thôi, rất là đông không bà cô chú. Bữa nay bằng ngày không đi, chắc chiều tối rồi mới đi. Mấy cây mai không mấy ngày. Ở trong là mấy cây mai thiệt nha bà cô chú. Thơm không? Mấy cây mai giả. Thơm đào, mấy đào này đặc biệt nha bà cô chú. Cây đào nào nó đẹp đẹp không? Thơm, anh hay thơm. Ừ, anh hay thơm với đâu cái húi. Anh cái cây đào này hết đẹp mà nha. Thơm. Cái gì? Cây gạo hay cây đào? Cây đào. Sao con nghe là cây gạo? Cây đào. Đào thiệt á. Đào thiệt của mày. Đào thiệt. Đào Việt Nam chỉ có nhúm thôi đó. Cây đào đẹp hết biết không bà cô chú? Cái này giờ mình thấy hồng đào. Cái gì vậy? Không thấy bông không bỏ vô mà nó bông nó rất nhiều đẹp nha bà cô chú. Mẹ mất đeo rồi. Ở đây cũng trang trí một kiểu là nhiều kiểu. Chú mình anh chị gần xa có chụp hình. Thôi ngày trời đẹp luôn. Con chuột nó đứng ở kia không mà cô chú coi nó cái nó dẻo đít nữa kìa. Để rồi, tiền chặt. Chung chỗ vậy à. Rồi giờ đi ra nè, đi chùa khác nữa nè. Đi. Đi dài dài vậy đó, cái chỗ nào thì ghé thôi à. Đừng có hỏi. Không biết đường trả lời. Muốn này chết.